Còn về tiếp cái BIOS bản G2020 nữa nha anh chị. Bản G2020 lăn bánh được 70 ngàn anh chị. Vỏ thì thay hai cái vỏ trước, hai vỏ sau còn theo xe. 20 thì nói với anh chị luôn là nó có đặc điểm riêng là nó là đồng hồ điện tử, ga tự động cruise control và có cảm biến trước, nên 20 nó mắc hơn 19 nhiều, nhiều chục, mắc hơn vài chục nha anh chị. Cái này bên Tâm bán là 445, nhưng mà hôm nay Tâm để cho anh chị là 440. Đăng kiểm thì còn tới tháng 6 2024, tức là còn 2 tháng nữa thì anh chị về có thể là sang tên rồi đăng kiểm cũng được, hoặc là bên Tâm hỗ trợ đăng kiểm cũng được, không sao. Vỏ thì Tâm mới thay hai vỏ trước, mới vừa thay luôn, mới thay hai vỏ trước mới 100% nha anh chị. Đèn của G thì nó gồm có đèn bi cầu và đèn led, nó có thêm một cái đèn led ở đây nữa anh chị nè, đèn led ở đây nữa. Bản G có cảm biến trước nha anh chị, cảm biến trước bản G màu vàng cát 2020, lăn bánh 70 ngàn, một đời chủ mua mới. Đó, xe thì mí cản đồ là nước sơn rin còn hết nha anh chị. Cái này Tâm muốn bán cho anh chị thật là nhanh để cho anh chị có được một cái sản phẩm tốt sử dụng, bởi vì cái lượng xe mà Tâm đặt cọc bên ngoài hơi nhiều, thì cái vốn làm xe này nó nhiều lắm anh chị. Không, ví dụ như người ta có cổ đông đó, là 3-4-5 người, ở đây là không phải là kể lễ khóc lóc nha, 3-4-5 người thì người ta hùng vốn lại, người ta là hợp sức mạnh lại, nhưng mà lại không có một cái sự đồng nhất ý kiến. Còn bên Tâm á, là Tâm không phải là tham hay gì hết á, nhưng mà tại sao Tâm bán được hàng, tại sao Tâm có được cái lượng khách hàng nhất định, và tại sao Tâm quyết định nhanh đến như vậy, là nguyên do một mình Tâm là xử lý hết mọi thứ, từ cái khâu nhập vào cũng như là cái khâu xuất đi, và cái khâu xử lý tình huống cho khách hàng là bên Tâm tự một mình xử lý hết. Nên nó là Tâm hay xây xe là vậy, nên hôm nay Tâm xây cái xe này giá cũng hợp lý cho anh chị nha. Đây, tuần thứ 51 2019, chứng minh được là cái xe này là sản xuất năm 2020 nha anh chị. Vỏ thì tuần 51 là có nghĩa là tháng 12 của 2019 là cái vỏ này, còn xe thì là 2020, một đời chủ mua mới đó anh chị. Nhìn cái lai cản này chưa sơn luôn nha, lai cản trước sau chưa sơn luôn, thì xe này sơn rin còn rất là nhiều nha anh chị, sơn rin còn rất là nhiều. Mình thùng nước sơn này thì miễn bàn anh chị ơi, xe quá đẹp rồi. Sơn rin này Tâm đánh giá cũng trên 90 nha. Bản G số tự động, G là bản cao nhất rồi, nó có bản G và bản E. G tự động là bản này cao rồi, có cảm biến trước sau, vỏ lốp thì hai cái vỏ sau cũng còn được chứ không đến nổi nha anh chị, vỏ còn được êm ru và rù, và vỏ trước là vỏ mới anh nghe nè. Cái gì em? Cái này là thằng em của anh làm xe, nó chào, nó không biết, nó chào anh. À, nó đọc giá đó, anh chào em giá đó luôn. Em thấy có ăn thì em nhắn lại cho anh. Anh đang làm video, chúc anh điện lại em nha. Xe này mới lắm anh chị. Xe này là mấy cản đầu rin hết nè anh chị nè. Đây, lai cản đầu rin hết nha, chưa có tuốt gì hết đó. Nè, lai cản đầu rin hết nè, xe đẹp lắm. Mình thùng nè anh chị coi nè, mình thùng nước sơn này rất là chất lượng luôn á. Mình thùng nước sơn là ưng ý, vỏ lớp mới, mâm đẹp, 4 tháng đĩa ABS, 7 túi khí an toàn, cân bằng điện tử, đó, đề nổ Sita top và có ga tự động rồi cruise control, 2020 mới có, phải từ 2020 mà qua mẫu này mới có nha. Anh chị nhìn thấy có cái cảm biến trước này là biết qua mẫu mới rồi ha. Đèn nè, u cha nó sáng rực luôn chị ơi. Xe đẹp anh chị, đèn gầm, đèn pha đồ sáng lắm. Và hôm nay Tâm để cho anh chị là 440. Ý là định bán 445 thì mới có lời. Còn 440 cũng có lời mà ít chứ không phải là không. Ở đây là ghế theo xe nha anh chị, nội thất theo xe. Nói chung là xe được anh chị, 70 ngàn chuẩn nha. 70 ngàn chuẩn. Trần 5D 10 chiếc là hết, 9 chiếc trần 5D rồi thiệt á, khổ. Nhưng mà Tâm sẽ xử lý, nếu như anh chị không muốn đi trần 5D, Tâm xử lý là một nốt nhạc, không có thêm tiền. Ví dụ như thêm trần nỉ thì quay về trần nỉ là mấy chỗ khác là thêm 4 triệu. Thì anh chị hỗ trợ Tâm 2 triệu, Tâm 2 triệu, một người 2 triệu, Tâm quay lại trần nỉ cho anh chị. Giờ mà hô chờ trần nỉ rin mới mua thì họ mua mắc hết rồi, không tới lượt mình đâu. Giờ trần gì cũng được, miễn là xe rin là được nha anh chị. Miễn xe rin, đừng có bị tai nạn, đừng có bị rã máy, đừng có bị lỗi là mua được. Chứ bây giờ mà cứ chờ cái trần rin đi rồi ông bán tôi mua là thôi thua luôn, không có xe mua đâu anh chị à. Bây giờ người mua nhiều lắm, lay quay là mắc xe, lay quay là mắc xe.
bây giờ bên mấy cái hội bất động sản người ta cũng quay qua, người ta đi môi giới xe hết rồi, nên tao nghĩ là hạ xe đó hạ hẹn 2 tiếng hồ sau coi là mắc xe liền, có người khác nhảy vô mua liền. Bây giờ xe cũ hot lắm anh chị, xe cũ rất là hot, đâu anh chị thử ra thị trường coi, xe cũ hot lắm, xe mới chậm chứ xe cũ rất là hot. Tâm bán cũng được, nói chung là hôm 3 ngày trước là tâm bán ngày nào cũng được, từ 3 xe 4 xe hết, nhưng mà hồi sáng giờ chưa bán xe nào. Hôm nay không biết ngày 6 hay sao mà chưa bán được chiếc nào hết. Xe này 7 túi khí nha anh chị. Bữa nay hơi buồn là chưa bán được chiếc nào. Không phải là buồn gì không có tiền mà không biết ngày 6 hay sao khách không đến. Nếu bình thường là khách nhà Tâm lúc nào cũng tấp nập hết á. Đây là con xe đẹp anh chị. Vô lăng cần số phải nói luôn. Vân gai đúng nghĩa. Chất xe tuyệt vời. 71.000 cây số. Máy lạnh auto. Màn hình cam ve đầy đủ. Qua lăng cũ số thì khỏi nói rồi, miễn bàn anh chị. Xe ưng ý nha. Xe này bên Tâm để cho anh chị với cái mức giá là 440 cân bằng điện tử, cảm biến trước sau, 7 túi khí an toàn, đề nổ Startup và ga tự động Glow Control. Đó, xe đẹp. Nè, ở dưới đây là đều dán keo hết. Mấy cái này là dán keo hết nha anh chị nha. Anh chị nhìn cái ghế nè, nhìn cái ghế nè. Nhìn chắc xe nè. Rồi nhìn mấy cái hốc đèn nè, hốc qua cửa nè. Nó còn mới xanh luôn anh chị. Nè, tấp bi rồi nè, còn dán keo hết trơn luôn nha anh chị nha, dán keo hết trơn luôn. Xe này lọc keo ra một cái tao nói nó mới dữ lắm. Để cho anh chị là 440 nha. Cái này Tâm đang bán là 445. Nhưng mà hồi sáng giờ chưa bán được. Nên mình giảm thử một cái coi có anh chị quan tâm không. Đã quan tâm thì chốt đơn ủng hộ nha. 440 triệu cho con xe VS 2020 mẫu mới rồi. Mẫu này có ga tự động rồi. Đó, 440 triệu nha anh chị nha. Quý Tâm thì ủng hộ và gọi điện nha. Còn không quý thì giới thiệu cho người thân, còn không thì cũng không có gì hết. Nói chung là cuộc sống này và hiện trạng này thì chỉ yêu thương nhau là chính thôi, chứ thù bỏ ghét hận nhau chi, mệt. Đâm ra thêm nó mệt mỏi chứ làm gì anh chị. Yêu thương nhau không hết mà, có gì đâu mà thù hận. Xe đẹp lắm anh chị. Xe này Tâm thấy là một con xe ưng ý nha. Và Tâm sẽ để cho anh chị con xe này cho anh chị về sử dụng gia đình là số 1 rồi. Không có chơi được. Bánh dự phòng là hình như là Tâm thấy là chưa sử dụng luôn hay gì á anh chị ạ. Bánh dự phòng mới ken luôn nè anh chị. Bánh dự phòng mới ken luôn nè, thấy không? Bánh rất chi là mới nha. Xe đẹp đó chứ không phải xe xấu đâu. Anh chị thấy ha. Rồi, vì coi cái keo chỉ thì Tâm bao rồi nên anh chị không cần phải coi nữa nha. Keo chỉ này Tâm bao rồi, gầm bởi sáng lắm, gầm rất là sáng, đèn là đèn led hết rồi, bảng G là đèn led hết rồi, vỏ theo xe cũng còn dày nha, gầm bởi sáng trưng anh chị, gầm bởi sáng trưng, bô rồi này trắng lắm, gầm trắng đẹp, sáng. Tâm để cho anh chị là cái giá là 440 nha, 440, bao rút hồ sơ, có thể là hỗ trợ cho anh chị đăng kiểm luôn cũng được, lãi thật là ít cũng được, không sao hết. Nhưng mà mình xây được cái đồng vốn có lãi là được rồi. Để bàn giao xe cho khách hàng và nhận xe đúng tiến độ thì xe bên ngoài Tâm cọc rất là nhiều. Cọc hiện bây giờ ở ngoài cũng phải gần chục xe chưa lấy nữa. Đó, hồi nãy Tâm có tâm sự 10 xe mà một chiếc 400 thì 10 xe 4 tỷ rồi. Mình xây xe trong nhà ra mình lấy xe. Chứ còn không xây được đồng vốn là đâu có thông thương được anh chị, đâu có thông thương được. Xe đẹp lắm, anh chị mua xe vào thời điểm này và lúc này Tâm đang cần xây một số xe thì anh chị mua giá rất là hợp lý nha. Không có than gì hết nha anh chị, ở đây là không có than nha. Và cũng không có chơi bài vỡ gì để kéo khách hết á. Nhưng mà nếu như anh chị mua cái xe này là Tâm cảm nhận được là chất lượng nó ổn định nè anh chị nè. Nè, từ cái ghế nè, nhìn nó còn mới ha. Ghế nè, còn mới nè, còn tốt nè. Đó anh chị thấy không? Ghế còn mới còn tốt. Và anh chị tham khảo thêm ở thị trường coi xe đời 2020 số tự động bản G coi thị trường người ta bán bao nhiêu và lại chỗ Tâm là bà mua được liền luôn á. Tâm ví dụ như là cái xe 2021 mâm màu đen, hình hài nó cũng y vậy, mâm màu đen dưới nó cũng là có ga tự động rồi mà người ta bán nhiêu chị biết không? 525, 520 không. Bữa đó Tâm có một chiếc y vậy luôn, chạy 14.000 màu đỏ đó. Tâm để lâu ghê, tâm mới bán được 498 triệu. Mà thị trường người ta vẫn bán 5253, không phải là khoe để mình bán được cái xe hay gì hết. Nhưng mà ở đây muốn nói là mình đưa ra cái giá thật là hợp lý, thật là tốt,
để cho anh chị bà con là liên đới và có suy nghĩ đến xe của Duy Tâm thì mình bán được nhiều hàng thôi, chứ không có cạnh tranh gì hết nha anh chị nha. Việc ai nấy làm, công ty ai nấy quản lý, nên Tâm nghĩ là mình làm tốt cái việc của mình là được rồi, chứ không có so thị trường, không có hơn thua, không có nói vô nói ra gì với ai hết á. Xe này cái xe được anh chị, có nhiều khi Tâm hay tâm sự á, có một số anh em lại không thích nghe thì thông cảm nha, không nghe thì xin lướt qua, không sao hết. Đây là con xe này cũng thấy được anh chị, xe đẹp đó. Tâm cũng đánh giá xe này từ 9 điểm trở lên nha. Gia chủ đã thêm cho mình một cặp bóng đèn siêu sáng rồi. Siêu sáng nó có xenon nè, cũng phải 4-5 triệu bạc chứ không ít đâu. Đèn sáng dữ lắm anh chị. Đèn bi là rin theo xe nhưng mà được gắn một cặp bóng siêu sáng. Đó, đi đăng kiểm bình thường nha anh chị. Đèn bi rin là đăng kiểm bình thường, không có ai bắt mình đổi đèn đổi bọng gì hết á. Và bên Tâm sẽ hỗ trợ cho anh chị đăng kiểm mới luôn cũng được, không sao hết. Và để cho anh chị với cái giá là chỉ có 440 thôi nha. Rồi anh chị coi cái bát đèn nè, rồi xe. Cái bát của cái ti thâm nhớt nè, ốc nè, còn 7 màu luôn anh chị thấy không? Nè, còn vết son nè, còn chấm nè. Thật sự là cái xe này Tâm cảm nhận được là một cái xe đẹp và giá nó cũng là hợp lý so với thị trường hiện nay nha anh chị. Tâm có một con màu đỏ hay gì luôn mà Tâm đang bán là 458 triệu. Đó anh chị thấy không? 458 triệu rẻ hơn là không bán được. Bởi vì mua cao chứ có mua được rẻ đâu. Xe này Tâm mua cũng không hề rẻ, nhưng mà muốn bán nhanh thì mình phải bán giá ít một chút, lời thật là mỏng thì bán được nhanh thôi. Muốn bán hàng nhanh thì mình lời mỏng và chất lượng tốt, vì đó là cái cách bán hàng là nhanh nhất và hiệu quả nhất thôi, chứ không có gì bằng nữa hết. Giá hợp lý, giá hợp lý và chất lượng sản phẩm là ok, vậy là bán được nhanh thôi. Và cái thương hiệu phải có, uy tín phải giữ, đừng có lai động gì một chút tiền lời này, này kia mà đi làm mất đi cái thương hiệu thì thôi rồi luôn, không có kinh doanh được nữa. Tháng rồi Tâm bán gần 80 xe, tháng này 13 ngày Tâm bán cũng khá là nhiều anh chị. 13 ngày mà bán chắc cũng được 20 mấy rồi, 20 mấy gần 30 xe rồi. Thì cái lượng khách hàng ủng hộ bên Tâm rất là ổn định, bởi vì sản phẩm Tâm về liên tục anh chị, sản phẩm về liên tục. Và chất lượng thì bên Tâm có cam kết cho nhà mình bằng văn bản chất lượng, và có thể là dẫn nhau đến hãng, đến hãng, đến thợ, đến garage để kiểm tra chết test. Nên anh chị khỏi lo về mặt chất lượng ha. Còn giấy tờ pháp lý thì 10-10, ra phòng công chứng hết, Tâm ký hết về công ty mình, hoặc là ký về cá nhân cho từng thành viên của công ty. Nên chị khỏi lo, mua xe ra công chứng, rút hồ sơ rồi mới đưa hết tiền, dâm lại vài chục. Hoặc là bên Tâm sẽ hỗ trợ luôn giấy tờ cho anh chị cũng được, không sao hết. Đây là con xe tốt và chất lượng nha anh chị. Nó không phải là gọi là xuất sắc là xe mới rồi. Cái này gọi là tốt, đó, xe tốt, xe chuẩn, xe ưng ý. Và điểm để Tâm đánh giá xe này là khoảng 9 điểm nha anh chị. Giá khoảng 9 điểm. Em này lăn bánh được 70 ngàn rồi. Vỏ thì còn hai cái sau, hai cái trước Tâm mới thay mới. Đăng kiểm thì còn 2 tháng nữa, Tâm có thể hỗ trợ cho anh chị đăng kiểm luôn cũng được, và bao rút hồ sơ. Nước sơn riêng thì còn rất là nhiều, không lỗi lầm. Nội thất đẹp, màn hình cam gia đầy đủ. Em này giờ chỉ việc về là đi thôi, chả phải làm gì. Và một con xe rất là ổn định và ok. Màu vàng cát nha anh chị, sơn riêng cản trước cản sau còn. Chất xe đẹp, đẹp và đều lắm. Nói chung là mức độ êm ái và mượt mà của em nó thì khỏi chơi. Liên hệ Tâm để sở hữu em nó nha. Cảm ơn anh chị luôn luôn tin tưởng và chia sẻ, cũng như là đồng hành cho Tâm cơ hội để kiếm lời, và kiếm cho Tâm cơ hội để phục vụ anh chị nha. Tâm cảm ơn và xin hẹn gặp lại.